À, hôm nay chúng tôi ăn món lẩu cá phải không? Đấy. À, thực đơn có nộm chuối. Thế nhở? Thịt lợn rừng xào xả ớt. Mọi người đang ăn rất là ngon. Ai quay mày? Anh có muốn lên hình không anh? Quay muốn lên hình không? Zoom tận mặt nào. Ơ nhưng mà tao lại đâu gì nhỉ? Ok. Không chụp nữa, ăn cơm thôi.